Ok, xét đấu thứ nhất ở nội dung đôi nam giữa Bộ Công an và Hải Phòng, điểm đang là 4-0 cho Bộ Công an. Cặp đôi Văn Thịnh và Quốc Học đang dẫn trước Minh Phúc và Trường Giang với điểm số 4-0. Một khởi đầu hết sức tuyệt vời cho cặp đôi Bộ Công an. Hiện tại thì thành tích đối đầu của Bộ Công an và Hải Phòng ở nội dung đồng đội đang là 2-1 nghiêng về Bộ Công an. Và đây là trận đấu thứ tư. Điểm số đầu tiên cho Hải Phòng 1-4. Quốc Học bắt cầu. Vâng, vận động viên Quốc Học vẫn trung thành với cây vợt Atchok 88. Vâng, rất nhanh, Atchok 88m 3U. Chứng tỏ tay vợt tay của Quốc Học cũng rất khỏe. Mang cây vợt 3U nặng như thế vào đánh đôi. Phạt cầu rất hay từ Quốc Học. Điểm 6-1 cho Bộ Công an. Một pha cầu lỗi rất đáng tiếc của anh Thịnh. Đội điểm 2-6 cho Hải Phòng. Quốc Học vẫn còn rất nhanh. Vào lưới mà rồi, rất đáng tiếc cho pha cầu dứt điểm cuối cùng của anh Thịnh. Tiếp tục là một điểm số cho Hải Phòng. Điểm 3-6. Rất hay mọi người, nếu thấy trận đấu này hay, mọi người có thể giúp Hùng chia sẻ live stream này để có nhiều người được thưởng thức trận đấu hay như này được không ạ? Rất nhiều người mong muốn được xem những trận đấu như thế này. Họ không biết xem ở đâu thì mọi người hãy giúp Hùng và giúp họ đi ạ. Điểm 3-6. Không còn rồi. Có vẻ trong set đấu này anh Thịnh thi đấu chưa thực sự bon tay. Đổi điểm 4-6 cho Hải Phòng. Có vẻ anh Thịnh sau trận đơn đã rất mệt rồi, bỏ cầu chính xác, cầu ngoài sân. Đổi điểm 7-4 cho Bộ Công an. Đây là set đấu thứ nhất nha anh Châu Khuyên ơi. Châu Khuyên ơi em. Vâng, không cứu cầu được của Minh Phúc. Minh Phúc đã không thể cứu cầu trong tình huống vừa rồi. Điểm 8-4 cho cặp đôi Quốc Học và Văn Thịnh. Vâng, pha thủ cầu hơi lỗi của anh Thịnh. Sau đó thì đối thủ đã dồn một Quốc Học không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Điểm số rút ngắn 5-8 cho Hải Phòng. Ok anh Tùng Cóc, tôi có đánh nhá. Giải đấu đồng đội toàn quốc này chỉ đánh buổi sáng và buổi tối nhá. Buổi chiều các vận động viên được nghỉ thi đấu. Ok Huyền Vũ. Cầu không qua lưới của Minh Phúc. Điểm 15. Vừa nãy thì Quốc Học đã thua Minh Phúc ở đơn nam, nhưng cùng tin rằng trận đấu này thì Quốc Học sẽ trả lại bằng với một chiến thắng ở nội dung đôi nam. Lại là một pha phát cầu tốt của Quốc Học. Phát cầu, Quốc Học phát cầu như Kenvin vậy, thường rất hay khiến đối thủ mất chân. Điểm 11-5 trong set đấu thứ nhất cho cặp đôi Bộ Công an Quốc Học và Văn Thịnh. 19-10. Ôi, anh Tùng Cốc hay anh Tùng Cốc tối tại nhà thi đấu này nhá. Xin chào Đào Hiệp nha em, xin chào Nguyên Vũ. Ok, huấn luyện viên của Bộ Công an đang có những trao đổi về chiến thuật cho hai học trò của mình. Điểm số đang là 11-5 cho cặp đôi Bộ Công an Quốc Học và Văn Thịnh. Ok, giải đang đánh ở nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nha, anh không đỡ nổi không? Thành phố Hồ Chí Minh có tham gia chưa anh? Tiến Minh, Cao Cường, Hải đang tất tật đều có mặt ở đây nha. Hello Thế, hello ạ.
anh Thắng Einstein. Vâng, pha hất cầu thiếu cảm giác, Quốc Học cầu ra ngoài sân. Điểm rút ngắn 6-11 cho Hải Phòng. Gõ cổ tay rất cắm tay vợt Phạm Văn Thịnh. Điểm 12-6 cho Bộ Công an. Bật lưới rất nhanh từ tay vợt Trường Giang Hải Phòng. Đổi điểm 72 cho Hải Phòng. Được cầu không tốt từ Quốc Học. Điểm 82 cho Hải Phòng. Cao Cường thì chả mét 8 mấy. Cầu trong sân. Điểm rút ngắn 92 cho Hải Phòng, liên tục có những điểm số cho cặp đôi đến từ Hải Phòng. Bắt lưới rất hay từ Quốc Học nhưng Minh Phúc vẫn di chuyển kịp để ép lưới hơi cao rồi Học ơi. Điểm số rút ngắn 10-12. Chào mừng các bạn đến với live stream của Sport Home. Trận đấu đôi nam, trận đấu thứ tư ở nội dung đồng đội giữa Hải Phòng và Bộ Công an. Điểm số đang là 13-10 cho cặp đôi Quốc Học và Văn Thịnh của Bộ Công an. Trận đấu thứ tư. Và thành tích đối đầu ở nội dung đồng đội của hai đội đang là 2-1 nghiêng về phía Bộ Công an. Đập cầu rất căng từ anh Thịnh. Không còn nữa rồi. 14-10, một pha dứt điểm trên lưới không thể cản phá của Quốc Học. Một cầu rất mạnh từ Minh Phúc. Điểm số rút ngắn 11-14 cho Hải Phòng. Rồi trận đấu thứ tư ở nội dung đồng đội rất kịch tính. Trận đấu thứ nhất thôi ạ, đây là trận đấu thứ nhất thôi. Quốc Học đập cầu. Cầu ngoài sân. 15-11. Thái Bình ăn rồi. Rồi, 16-11 cho Bộ Công an. Có vẻ đã dễ dàng hơn cho cặp đôi Quốc Học và Văn Thịnh rồi. Một cầu rất mạnh từ anh Thịnh, anh Thịnh đánh đôi rất sâu. Chịu khó đập. Rồi, một pha mất điểm rất đáng tiếc. Vận động viên Trường Giang Hải Phòng. Điểm số 17-11. Cho Bộ Công an. Ok mọi người, Quốc Học áo xanh nha mọi người ơi. Quốc Học áo xanh quần xanh nha. Tay vợt đang đứng phía gần nhất màn hình của chúng ta đây. Rồi, chính ra tình huống đó anh Thịnh nên nhường cầu cho Quốc Học thì tốt hơn. Cầu không qua lưới. Điểm số rút ngắn 13-17 cho Hải Phòng. Anh Thịnh sinh năm 89. Anh Thịnh sinh năm 89. Cầu ngoài sân. Một pha phạt cầu lỗi của Trường Giang. Điểm 18-13 cho Bộ Công an. Quốc Học phát cầu. Phát cầu rất tốt từ Quốc Học. Thực sự Quốc Học phát cầu phải nói là quá tốt luôn. Thủ cầu tốt từ Quốc Học.
vẫn còn. 14-18. Thủ rất hay từ anh Thịnh. Một cầu rất căng. Đập cầu quá tốt và một pha đập cầu của một vận động viên chuyên đơn. Vặn sườn. 19-14, rõ ràng anh Thịnh phải nói là thể lực rất là bền. Về những pha cầu bứt tốc thì cũng rất là hay. Đánh thì nhìn kiểu rất là mệt nhưng mà lúc nào cũng rất là bền. Quả hất cầu Minh Phúc rất hay. Ôi ôi, thủ hay thế nhỉ. Một trận đấu khá hay ở nội dung đôi nam. Đập vào Quốc Học vòng một pha đập cầu ngang ngực. Pha đập cầu cao. Điểm số rút ngắn 15-19. Hà Nội nó thắng tuyệt đối rồi. Đây chúng ta trở lại trận đấu 15-19 Hải Phòng phát cầu trận đấu đầu tiên. Ép lưới rất nhanh, tay vợt Vũ Thịnh rất tự tin, nhầm, tay vợt Phạm Văn Thịnh rất tự tin. Điểm số cuối cùng set đầu thứ nhất 20-15 cho cặp đôi Quốc Học và Phạm Văn Thịnh. Ok, anh Đồng Xuân Phong Hải Phòng là Minh Phúc và Trường Giang nhá. Tay dẻo hơn là Minh Phúc. Phát cầu lỗi từ Quốc Học. Điểm 16-20. Nốt đi thôi em ơi, còn một điểm nữa rồi. Ok, sau trận đấu này còn một trận đôi nam nữa còn hay hơn cơ mọi người ạ. Ok, một pha kê cầu lật lưới rất may mắn của anh Phạm Văn Thịnh. Điểm số 21-16 cho Bộ Công an. Hai đội vận động viên tiến hành đổi sân và nghỉ giải lao trong vòng 2 phút. Rất có thể ở trận đấu đôi nam này chiến thắng sẽ dành cho Bộ Công an. Rõ ràng đội hình của Bộ Công an khá mạnh. Ok, quay nữ cho mọi người xem một chút nha. Tranh thủ các vận động viên đang nghỉ giải lao, quay nữ cho mọi người xem một tí. Thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình à chú? Đúng rồi. Đây là thành phố Thái Bình, thành phố đang dẫn trước 11-9. Xếp 1 thì xếp 1 Thái Bình thắng. Xếp 1 Thái Bình thắng. Xếp 2 thì thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn trước 11-9 nhưng tin rằng có thể Thái Bình sẽ thắng trong xếp đầu thứ hai này luôn. Còn thành tích đối đầu thì chắc bác không nắm được đúng không? Cơ bản không theo dõi bên đấy thì không nắm được. Thôi mọi người ơi, chúng ta quay trở lại trận đôi nam nha. Thùy Linh nhá. Thùy Linh cũng hay. Thùy Linh mà không nói, Thùy Linh là đơn thôi. Đôi Thùy Linh này cũng hay mà bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bắt cầu hụt của Quốc Học. Đây chúng ta đến với trận đấu thứ hai. Điểm số đầu tiên cho cặp đôi đến từ Bộ Công an. 1-0 cho Bộ Công an. Ok, anh Hiếu Nguyễn, Hải Phòng đôi Minh Phúc và Trường Giang nha anh ơi. Minh Phúc Trường Giang gặp Quốc Học và Văn Thịnh. Vâng, thủ cầu rất hay từ Quốc Học. Vẫn còn. Đập cầu từ Quốc Học không còn nữa rồi. Điểm 2-0 cho Bộ Công an. Khả năng cao là trong trận đấu này thì cặp đôi Bộ Công an sẽ giành chiến thắng. Nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ thi đấu như này. Đây là set đấu thứ hai cho mọi người. Thành tích đối đầu ở nội dung đồng đội giữa Bộ Công an và Hải Phòng đang là 2-1 nghiêng về Bộ Công an. Với hai trận đôi thắng và một trận đôi đơn thua, hai trận đơn thắng và một trận đơn thua. Ok, Hải Phòng luôn Huy khỏe hơn sẽ đánh ở trận sau. Luôn Huy đánh trận sau sẽ gặp ngay phải cặp đôi Lê Duy Nam và Quốc Việt, cặp đôi đấy cũng rất cứng. Thậm chí là còn được đánh giá cao hơn cặp đôi của An Thanh Huy cơ. Điểm số 3-1 cho Bộ Công an. Anh Phạm Văn Thịnh phát cầu. Thủ cầu khá hay từ Quốc Học. Non rồi. Đập cầu rất căng từ tay vợt Trường Giang. Điểm số rút ngắn 2-3 cho Hải Phòng. Còn đây là sân thi đấu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Trên sân có 4 sân thì chỉ còn 2 sân đang còn thi đấu thôi. Các trận đấu khác đã kết thúc hết rồi. Kết thúc rồi. Rồi, rất tốt từ Quốc Học. Điểm số 4-2 cho cặp đôi Bộ Công an. Tay vợt Trường Giang kia đang lau mồ hôi bằng khăn linen. Nhìn rất giống chiếc khăn trước mà Hùng bán, không biết có phải khách hàng của Hùng không. Ok, mọi người hãy cùng tiếp tục vào xem với trận đấu đôi nam nào. Ok, trở lại với trận đấu thứ hai, trận đơn nam. Quốc Học phát cầu 4-2, 5-2, vâng, rất hay được Quốc Học. Không phải là gánh đâu, anh Thịnh đánh bao sau tốt, di chuyển tốt thì sẽ đánh theo lối như thế, không hẳn là bao. Để học nó bắt lưới để có cầu công. Rất khỏe, đập cầu xỉa nách, vâng. 7-2 cho cặp đôi Bộ Công an rồi. Rõ ràng Quốc Học và anh Phạm Thịnh là hai vận động viên chuyên đơn, nhưng họ đánh đôi cũng rất ăn ý. Cổ tay rất khỏe từ tay vợt Vũ Phạm Văn Thịnh. Tấn công. Hơi tranh cầu nhau rồi. Anh Thịnh hơi tranh cầu Quốc Học rồi. Cổ tay họ khỏe, họ chỉ cần chạm cầu đấy, nó ẩn nhẹ một cái là cuối sân này. Những pha cầu dùng cổ tay thì rất bất ngờ và khó đoán. Cùng với đó là cái khả năng lừa cầu đối phương rất là cao. Ui, hay thế nhờ, củ tay kìa, sợ không? Anh Thịnh nhờ. Ui, củ tay dị thật. Bào sân rất tốt tại vợt Phạm Văn Thịnh. Đập cầu Quốc Học rồi, dồn Quốc Học rồi. Vẫn còn, rất hay. Một đường cầu dài. Quá hay. Vẫn còn. Chiến thắng trong pha cầu này sẽ thuộc về cặp đôi nào? Vâng, Quốc Học vẫn thủ cầu được, còn không? Vẫn nỗ lực, còn. Không còn rồi. Dân ai? 4-7 Hải Phòng.
một đường cầu giằng co rất hay. Ngay sau đó thì các vận động viên phải ra ngoài lau mồ hôi và nghỉ ngơi một xíu. Cùng với đó là các trọng tài họ sẽ lau sân trong tình sau tình huống bay người cứu cầu vừa rồi của Quốc Học. Anh Thịnh cổ tay hay thật, lắt léo, cổ tay vẩy đi đâu cũng được, mặt tỉ lưới rất là tốt. Nếu mọi người thấy trận đấu này hay, mọi người hãy giúp chia sẻ livestream này để có nhiều người được thưởng thức trận đấu cùng chúng ta được hay không. Rất nhiều người mong muốn được thưởng thức và xem những trận đấu và những đường cầu hay như thế này để học hỏi cũng là nâng cao tinh thần tập luyện cầu lông và niềm đam mê cầu lông. Và mọi người đừng quên theo dõi Facebook cùng ở chế độ xem đầu tiên để có thể nhận được thông báo mỗi khi Hùng livestream những trận đấu hay nhất của giải đấu này và cũng như các giải đấu khác của cầu lông miền Bắc trong tương lai. Ông đi di chuyển khắp các tỉnh phía Bắc này livestream các giải đấu gửi đến mọi người. Mọi người hãy ủng hộ Hùng nha. Rất hay cơ hội tấn công cho Bộ Công an. Lắt léo thật. Thịnh đánh cầu hay quá nhỉ. Rất sát lưới. Điểm số tiếp theo do cặp đôi đến từ Hải Phòng. Điểm 5-7. Ok, anh Thảo Tây, anh Thịnh nhất định tỉnh Điện Biên bao năm nay rồi vẫn chưa ai để vượt qua. Xin chào anh Nguyễn Tiến Lợi nha. Ok anh, buổi tối nay, buổi chiều nay uống thì ok nha anh vì anh vô tình. Bởi vì buổi tối em là phải bình luận giải rồi. Phạt cầu rất hay, phạt cầu lật lưới rất may mắn của cặp đôi Hải Phòng. Điểm rút ngắn 6-7 rồi, sắp săn bằng điểm số rồi. Cặp đôi Bộ Công an cần tập trung hơn. Học đập cầu yếu rồi. Ui trời ơi. Đó một pha bắt bài đây vượt Trường Giang, nhưng đó một pha cầu lỗi. Đó một pha thủ cầu hơi lỗi, một pha cầu cái hơi lỗi của Quốc Học. Nhưng Trường Giang đã không thể tận dụng được. Đó là một tình huống vội vàng từ Trường Giang. Đổi điểm 8-6 cho cặp đôi Quốc Học và Văn Thịnh. Thủ tay rất khỏe từ Quốc Học, vẫn còn tí nữa thì thủ được. Bắt lưới rất tốt, bắt lưới rất nhanh từ đây vượt Trường ra. Điểm số rút ngắn 7-8 cho cặp đôi Hải Phòng. Mọi người hãy theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem đầu tiên cho mọi người để nhận được thông báo mỗi khi Hùng ly. Buổi chiều ngày hôm nay thì các vận động viên sẽ nghỉ ngơi và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục thi đấu và Hùng sẽ tiếp tục ly gửi đến mọi người. Cầu lỗi của Minh Phúc. Minh Phúc đánh đơn rất khéo, tuy nhiên đánh đôi thì thường rất hay mắc lỗi. Đổi điểm 9-7 Bộ Công an Quốc Học phát cầu. Và kèo lưới hơi cao của anh Vũ Thịnh, ngay hồi đó Trường Giang đã bắt bài rồi. Ok, cảm ơn anh Thanh Hiếu đã cho em biết. Đây là trận đấu thứ tư nha anh ơi. Một pha vô lưới rất nhanh và may mắn của anh Thịnh cầu lật lưới. Đây là trận đấu thứ tư cho mọi người, cảm ơn mọi người, chất lượng tốt thì Hùng yên tâm rồi, vội vàng rồi. 11-8, vâng, nửa set đấu thứ hai đã trôi qua, hai đôi vận động viên nghỉ giải lao 2 phút. Trận thi đấu tiếp theo set số 3, trận đôi thứ hai, Phạm Thị Khánh, Diệu Ly, đại diện đội Thái Bình, Vũ Thị Trang, Anh Thư, đại diện đội Thành phố Hồ Chí Minh. Điều hành trận đấu trong tay chính Duy Khánh và tay giao cầu Danh Tùng. Em không để ý trận đôi nữ bên kia nữa. Thái Bình hoàn toàn thắng rồi. Trận vừa rồi đôi nào thắng đấy? Thái Bình thắng. Thái Bình thắng mọi người ạ. Đang hai đều ạ. Wow, cân tài cân sức phết nhỉ. Ok, Thái Bình và Thành phố Hồ Chí Minh đồng đội đang là 2-2. Và đây là trận đấu thứ 5. Vũ Thị Trang và vận động viên Anh Thơ thì phải.
Anh Thơ Vũ Thị Trang đánh cho Hồ Chí Minh. Đối đầu cặp đôi Thái Bình. Bảy người rất cố gắng được cô học nhưng không thể cứu cầu. Tỷ số rút ngắn 9-11 cho Hải Phòng. Ok, em chào anh Nguyễn Anh Thái nha. Cảm ơn anh đã có lời chào gửi đến Hùng. Thôi xem nốt đôi nam em ơi, đôi nữ xem sau nha. Trận đôi nam sau còn hay hơn nữa cơ. Mọi người ạ. Đôi nam sau An Thanh Huy, nếu không nhầm thì Huy luôn. Huy luôn sẽ gặp Duy Nam và Quốc Việt. Nam Việt, Việt Nam. Cặp đôi Việt Nam gặp Luân Huy. Di chuyển rất nhanh nhưng rõ ràng đó là một tình huống cầu ngoài sân rồi. Một pha cầu rất khiêu khích của Minh Phúc. Điểm rút ngắn 10-11 cho cặp đôi Hải Phòng. Cặp đôi Bộ Công an cần tập trung hơn để giành chiến thắng luôn trong set đấu thứ hai này, tránh tình trạng đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng. Nếu mà để sang set đấu thứ ba thì chưa biết thế nào. Pha cầu hơi vội từ anh Thịnh rồi. Điểm số 11 đều cho Hải Phòng. Hải Phòng cố lên. Ok, anh Nguyễn Minh Hiếu, tất cả tay vợt của Hải Phòng đều rất trẻ và rất tài năng. Huy sẽ cặp với Định Thiện Quang này. Tí thì phải xem đội hình xem như nào. Chắc là Huy cặp với luôn hoặc Huy cặp với Định. Củ tay rất hay từ anh Thịnh. Đa phần cầu công thuộc về anh Thịnh, còn Quốc Học chỉ làm lưới thôi, chặn lưới thôi. Rất tốt, đập cầu rất mạnh. 13-11 cho Bộ Công an. Ok, chúng ta tiếp tục trở lại với set đấu thứ 3. Set đấu thứ 2, nội dung đôi nam giữa Bộ Công an và Hải Phòng. Cầu lỗi từ Minh Phúc. 14-11 cho Bộ Công an. Vâng, Bộ Công an đang có cơ hội để tăng tốc về đích đây rồi. Đập cầu thẳng vào tay vợt Vũ Thịnh. Điểm số rút ngắn 12-14 cho Hải Phòng. Đầu tư vào. Đấy. Đầu tư là em lưới rất này. Nhanh. 13-14. Đánh. Đập rất tốt, 14 đều rồi. 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi Hải Phòng. Họ đang rất sung. Đúng rồi, anh Thịnh quê Điện Biên nha. Tay vợt đã nhất tỉnh Điện Biên rất nhiều năm rồi. Bỏ cầu tốt. Cầu ngoài sân 15-14 cho Bộ Công an. Ok, xét một bên Bộ Công an thắng 21-16 nha mọi người. Xét một Bộ Công an thắng 21-16, xét hai Bộ Công an đang dẫn trước 15-14. Hay thế nhờ, cơ hội tấn công. Vâng, ép lưới rất lắt léo từ Quốc Học, rất hay. Điểm 16-14 cho cặp đôi Bộ Công an.
cú học đập cầu dường như không uy lực nữa rồi. Mà thực ra thì nói chung là học đập cầu so với anh Thịnh thì vẫn yếu hơn nhiều. Thủ tốt thế nhỉ, rất cố gắng từ Quốc Học. Vâng, thủ rất hay, tiếp tục cạch rồi. Đội điểm 15-16. Huấn luyện viên của Hải Phòng chỉ đạo là ép vào Quốc Học. Và mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng Nghề Chế Độ xem đầu tiên để cập nhật những trận đấu hay nhất của giải đấu này cũng như là các giải đấu ở địa phận miền Bắc trong tương lai nhé. Hùng đi khắp các giải để live stream và quay giải. Mọi người có thể xem lại các trận đấu ở chất lượng Full HD trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton. Sau mỗi giải đấu thì Hùng sẽ up sau. 15-16. Rồi, ép cầu bước 1 rất tốt từ Quốc Học, sau đó là một pha dứt điểm không thể cản phá của anh Phạm Văn Thịnh. 17-15 cho cặp đôi Bộ Công An, họ vẫn đang dẫn trước. Thêm một điểm nữa thôi. Học cố lên nào. Phát cầu ngắn. Rồi, ăn rồi. 18-15 cho Bộ Công An rồi. Những điểm số cuối cùng xếp đấu thứ hai. Vâng, cặp đôi đến từ Bộ Công An, cặp đôi Quốc Học và Phạm Văn Thịnh đang có cơ hội kết thúc trận đấu. Xét 1 họ đã thắng 21-16 và xét 2 này họ cũng đang dẫn 18-15 rồi. Một điểm số nữa thôi thì gần như chết kết quả của trận đấu này sẽ ngang ngu. Ok, ai kết bạn với Hùng, nếu ai thực sự muốn kết bạn với Hùng, mọi người inbox cho Hùng nha, để Hùng add nha. Rất nhanh và chính xác, 19-15 cho Bộ Công An rồi. Ok, xét đấu thứ hai, Bộ Công An đang dẫn trước 19-15 rồi. An Thanh Huy cổ vũ. An Thanh Huy và tay vợt Quang Định đang khởi động ngoài sân để chuẩn bị vào gặp Lê Duy Nam và Quốc Việt. Các cầu dài từ Quốc Học, đập cầu ép Quốc Học và cơ hội tấn công. Học hết pin rồi. Cả hai vận động viên đang bị chấn thương của Bộ Công An, nhưng điểm số cuối cùng rồi. Cầu rất may mắn của tay vợt Trường Giang, cầu lật lưới. Cả Quốc Học và anh Vũ Thịnh đang bị đau chân. Vừa rồi là một pha cầu trượt chân của Quốc Học, Quốc Học bị chấn thương rồi. Còn anh Thịnh thì cũng bị chuột rút. Anh Thịnh thì đang bị chuột rút rồi, đang giật kìa. Anh em chú ý sao mà đưa vận động viên đi thi đấu giải hay đi thi đấu giải nhớ mang theo con mèo. Nhưng may chuột rút thì thả ra. Liệu rằng đây có là chuyển biến của xét đấu này hay không? Mình tin là Bộ Công An sẽ vẫn thắng. Bắt con chuột ra là được. Chuột chạy rồi, không sợ đâu. 16-19 Hải Phòng phát cầu. Rất đáng tiếc và kiệt cầu lỗi của anh Thịnh. Điểm rút ngắn 17-19 cho Hải Phòng. Hải Phòng liệu họ có thể tận dụng được lợi thế này hay không? Phát cầu dài cho xem. Phát ngắn. Rất hay và tốc độ từ anh Thịnh. 20-17. Giả vờ đấy. Ok, một điểm số nữa thôi. Cặp đôi Bộ Công An sẽ giành chiến thắng. Phạm Văn Thịnh phát cầu.
phát ngắn, phát cao. Rồi kê lưới Quốc Học. Rồi và kết thúc giai đoạn của Quốc Học 21-17, chiến thắng trong vòng 2 set. Set đấu thứ nhất 21-16, set đấu thứ hai 21-17. Chiến thắng rất hay cho cặp đôi đến từ Bộ Công an, cặp đôi Quốc Học và Phạm Văn Thịnh. Và vậy là thành tích đối đầu nội dung đồng đội giữa Hải Phòng và Bộ Công an, chiến thắng đang là 3-1 cho Bộ Công an. Ok, đây sẽ trận đấu tiếp theo sẽ là trận đấu đôi nam còn hay hơn cả trận đấu vừa rồi. Mọi người hãy cùng theo dõi nha, còn hay hơn cơ.